Liên quan đến vụ một nữ nhà báo 23 tuổi tại Ấn Độ đã bị 5 nam giới hãm hiếp tập thể tại thành phố Mumbai, cảnh sát nước này cho biết đã bắt được một trong 5 nghi phạm. Theo cảnh sát, nạn nhân làm việc trong một tạp chí tiếng Anh ở Mumbai và tới một nhà máy dệt cũ hiện đang bị bỏ không và bị hư hỏng để chụp ảnh. Khi xảy ra vụ việc, cô gái đi cùng một người bạn trai và người này cũng bị những kẻ tấn công đánh đập. 5 kẻ thực hiện vụ việc này đang bị cảnh sát truy lùng và một trong số đó đã bị bắt giữ. Hiện nạn nhân đang dần phục hồi sau khi được điều trị tại bệnh viện và do có nhiều chấn thương. Vụ việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ và buộc giới chức nước này phải đưa ra các quy định nghiêm khắc hơn đối với các tội danh chống lại phụ nữ.